Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình. Mời gặp gỡ nhóm Người Bí Ẩn. Tôi nói trước là cái vòng này hơi khó. Trời ơi. Là bởi vì cái vòng này á, cái manh mối tìm ra người bí ẩn á, không có nhiều đâu. Là tại vì á, cái khả năng của họ nó đặc biệt lắm. Đó là lấy cái lưỡi liếm cái lỗ mũi. Và ai là người có thể làm được điều đó? Mời các bạn cùng làm quen. Từ lúc người ta làm em bên Ý là lỗ mũi em đã dài, nên cái lưỡi em cũng sẽ dài. Bởi vậy em là chính là người dùng lưỡi liếm mũi. Xin trân trọng giới thiệu, tôi là Mỹ Hương Thúy và tôi mang niềm vui đến cho tất cả mọi người bằng cách le lưỡi liếm lỗ mũi. 800 năm trước tôi là một yêu quái rất là xinh xắn và dễ thương. Giờ mình cũng đâu phải là người đâu. Để em nói hết. 800 năm sau tôi hóa kiếp làm người, nhưng mà mang hình hài của yêu quái, nên tôi chính là người dùng lưỡi liếm mũi. Em là một đầu bếp. Trong một lần nếm thử thức ăn thì lưỡi em bị bỏng, và sau đó lưỡi em bị biến chứng, và em phát hiện lưỡi em dài và liếm tới mũi. Em chính là người dùng lưỡi liếm mũi. Tôi là một cao bồi đẹp trai, quyến rũ và hấp dẫn. Cho nên ngoài khả năng bắn súng thì tôi có một khả năng đặc biệt và vô cùng nguy hiểm, đó là dùng lưỡi liếm cái mũi. Tôi chính là người dùng lưỡi liếm mũi. Nói chung là anh không biết là cái khả năng dùng lưỡi liếm mũi của em nguy hiểm đến mức độ nào, chứ cái khả năng tỏ ra nguy hiểm của em thì nhiều lắm rồi đó nha. Xin mời các bạn đặt câu hỏi. Bạn số 5, bạn liếm mũi là liếm mũi của em phải không, hay liếm mũi Trấn Thành? Dạ em liếm mũi của em chị. À vậy hả? Trong nhà của em là cái người mà cái lưỡi dài nhất, hay là do một cái gen di truyền trong gia đình em là ai cũng có khả năng đó? Trong gia đình của em thì em là có cái lưỡi dài nhất. Rồi chị hỏi số 4, nếu lưỡi em liếm được tới mũi là có nghĩa là lưỡi em dài đúng không? Dạ. Vậy nếu lưỡi dài vậy có cản trở cho cái sự nói chuyện không em? Dạ không. Thì nó dài là dài cái phần cơ khi em giãn cái lưỡi ra, hay là em dài là do bẩm sinh? Dạ không, em mới bị đây thôi, nhưng mà có một số từ em cũng không nói được chính xác. Anh hỏi cô bé ngồi trên cây chổi. Thế mấy bà phù thủy bà ngồi thấy đơn giản mà em ngồi thấy khổ quá. Bà này bà phù thủng mà. Em biết cái khả năng mà liếm mũi của em từ lúc nào? Dạ, từ cái lúc mà em hôn bạn trai của em ở trên lâu đài tình ái của em lè lưỡi em liếm lỗ mũi xong bạn trai bỏ em luôn. Mà bạn trai em là ai? Em là phù thủy quét dọn, anh cũng là phù thủy quét dọn, làm chung chỗ mới yêu nhau được. Bạn thứ ba, mỗi lần em nói vậy thì em có bây giờ phải mang khăn giấy theo để chuẩn bị không? Chị anh, nước miếng nó chảy xuống ướt đồ. Rồi em có nhiều cô em chùi mà không cần khăn giấy. Ví dụ như em nói nhanh cái câu nào đó thì em có bị khó khăn trong phát âm không? Nói nhanh câu nào đó thì em nghĩ lưỡi ngắn lưỡi dài đều khó như nhau. Ví dụ như nói câu là lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lấp ló lòng nàng lân lân, thì em nói thử em nghe coi. Chậm thôi cho em mới nói lại là bảo đảm lồi liền à. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lấp ló lòng nàng lân lân, lúa lên lấp ló lòng nàng lân lân. Giỏi quá. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Hân muốn hỏi cái chú giải Pinocchio kìa, xuất xứ từ Ý. Thế thì bạn thấy rằng là cái khả năng của mình có làm nhiều người thích thú không? Chắc cũng có. Mọi người trầm trồ như nào khi mà bạn thể hiện tài năng của mình? Hay quá, vỗ tay kìa. Chú mũi dài sẽ nói cái câu lúc nãy mà bạn người đội lốt yêu tinh nói nhé. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp là lòng nàng lân lân, lúa lên lớp lớp là lúa lên lân. Rồi, cảm ơn em. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự đây là một cái đề rất là khó. Làm sao để mình biết được cái người đó có le lưỡi liếm được cái mũi hay không? Khó lắm. Thành thực ra là một cái gợi ý duy nhất, đó là các anh chị được quyền xem lưỡi một người tình nghi. Ở đây mắt gắn cho lung linh chứ không thấy đường. Bây giờ anh nói vậy nè Khang, hai anh em mình là bên hai đội mình là thi. Mấy người này họ là thí sinh. đúng không? Dạ. Giờ có coi hay không thì nó cũng vậy. Cũng vậy. Mà coi mà cho coi từ đây coi tới đẳng coi sao coi, giờ đúng, già cả hết dạ. Rồi. Dạ bây giờ mời chọn người bí ẩn nè. Thưa quý vị, chúng ta có hai lựa chọn. Đội nhà chọn số 2, đội bạn chọn số 5. Ở vì sao nhỉ? Anh thấy rằng là lưỡi của anh số 5 rất là dài và đặc biệt là cái mũi của anh ý khá là giò mồm. Đấy cũng là một cái lợi thế để khi mà người ta lưỡi chỉ cần hơi dài hơn người bình thường một chút thì cũng có thể liếm. Mũi chuối, lưỡi dài. Đấy đúng rồi. Nên hai cái dễ gặp làm giao điểm. Nhau. Vậy còn tại sao gia đình mình chọn số 2 à, gia đình số ảnh? Thế phù thủy à, là cái lưỡi nó le dài, vậy thôi, tôi lựa đại vậy đó. Và người bí ẩn là ai ta sẽ biết sau vài phút giây đầu. Các bạn đang trở lại với người bí ẩn và đây là vòng thi thứ 2. Câu hỏi là ai là người có thể dùng lưỡi chạm mũi, và đội khách chọn số 5, đội nhà chọn số 2. Và người bí ẩn là là Mỹ phù thủy, và tôi mang đến niềm vui cho tất cả mọi người bằng cách le lưỡi liếm lỗ mũi. Và tôi không phải là người liếm lỗ mũi. Em tên là Tuột. Em đến từ biển Caribe. Em xin hết. Em tên là Trinh. Em là sinh viên năm cuối. Lưỡi em không thể liếm được tới mũi. Em tên là Đồng Việt. Hiện em là sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm. Em tên là Trần Phúc Nghĩa, hiện tại em là dancer của nhóm Western Nation. Rồi sau khi biết mình có khả năng này, có biểu diễn cho ai xem không? Có, bạn bè coi thường hoài. Họ vui không? Vui. Giờ làm lại thử nha, mời bạn. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ ta thử xem bạn Nghĩa sẽ liếm mũi như thế nào. Mời em. Rồi, em đút vô lỗ mũi được không? Dơ lắm. À, nói chung là nãy bạn đứng đó thiệt tình là Việt Hương cận thị không có thấy bạn, nhưng mà tại tới gần nữa bạn vẽ loang lỗ, nhưng mà bạn là một người cực kỳ đẹp trai và mặt rất là có duyên nha. À, nếu bạn là đồng nghiệp của tôi, bạn là dancer đúng không? Hy vọng là gặp lại bạn, mỗi lần tôi buồn tôi diễn chung bạn, tôi sẽ nhờ bạn làm cái trò này. Cảm ơn bạn. Vâng thưa quý vị, và một tràng ở đây nữa cho bạn Nghĩa rất đáng yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa gặp gỡ một chàng trai rất là dễ thương, hài hước và có nhiều tài lẻ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với vòng 3 và gặp gỡ nhóm người bí ẩn tiếp theo.